Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh về một bát snack để ăn kèm với salad bơ nha mọi người. Dừng lâu lắm rồi anh quên mất. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu nha. Đúng. Sao tệ bánh sắc được anh sắc? Đi. Gì em không xem gái như anh đâu, em đang tìm tòi tranh đấy. Ô, trường em được nghỉ Tết rồi đấy. Chỉ còn Tuấn Anh phải đi học thôi. Tuấn Anh có học chó đâu. Xem hả trời. Tự nghỉ hay là được nghỉ vậy? Tự nghỉ đúng không? Hay rồi. Nhưng mà trường ông là học xong hết rồi mới thi à? Trường tôi là học xong môn nào thi môn đấy. No, trường tôi không thế. Tại vì mỗi lớp một ngành khác nhau mà. Một ngành tầm 90, 80 đứa. Học xong môn nào thi luôn môn đấy cho nó lẹ. Thi xong là nghỉ. Ý là có học quần què đâu mà sợ, trời ơi. Trời ơi Tuấn Anh, sợ rớt kiến thức. Bọn Oh tôi my sẽ lấy god. kiến thức trong não này này. Chắc Oh là my tích lũy ra rồi. Tôi lưu trữ ở đấy. Hết 10 sau 1 là 9 rồi. Ok. À có con này là con kia không bắn được hả? À đủ mà. Mới có đứng định bắn. Biết con này rồi mọi người ơi. 13 cái đã qua 12. Ok nha mọi người. Hoặc là tập 22 là một cái gì đấy nhầm lần. Ok nha mọi người ơi, mình sẽ tô tiếp nha. Nhỉ. Ok nha mọi người. Ôi ngấy quá rồi. Phơi Em phơi khăn có tắm ra thể ngoài hướng dẫn kia mọi nhá. người cái nào xe con này đau rất là lắm rồi. Cái gì? Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thành nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả cuối video nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Come on, go out and play. And I will see you in the mall. Come out the door. I wish you gonna work. I wish you were the body. Now we're not. I wish you could tell me why. I gotta catch a real snow. Oh. Okay, bye.
Chỗ này nó ăn bớt mấy cái mộ này đi nha mọi người. Mình sẽ cho nó ăn sạch mấy cái mộ này nha mọi người ơi. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người ơi. Mua thôi, nhà giàu không phải phải lo. Nhà giàu không phải phải lo. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Ơi nha. Xây nóng thì nhanh mà. Cứu tôi, cứu tôi với. Cứu tôi với. Nốt. Ok nha mọi người. Ok ha. Máy của em tắt máy rồi vẫn xem vẫn không lỗi. Vẫn xem bình thường. Rồi. Ra là mình sẽ tô Ok cái nha. bánh. Và mình sẽ tô cái mấy cái bánh snack này nha mọi người. Em hiểu. Anh phải tháo cái quay ra anh lắp vào cái khác. Ok nha mọi người. Anh tháo cái quay ra anh lắp vào cái bên cạnh nhá. Ok nha mọi người. Ai chuẩn Rồi lên hả nè, mày? mời tôi đi nào. Nóng quá trời quá đất. Xong chưa mày? Sắp rồi. Phải thêm cánh gấp nữa. No, ngán rồi. Một ngày thôi là đủ rồi. Cho anh mộng mơ từng ngày trông ngóng em. Hát thì say mẹ. Ok em mọi người.
Bùm. Ai cho mày ăn cây của tao. Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo thêm bức tranh của mình, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Rồi mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh về một chiếc tên lửa của NASA nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này nha. Thì mình sẽ đánh số chút xong mình hay lấy màu xanh tô vào đây nhỉ. Tiếp đấy là lấy màu cam tô vào cánh máy bay. Xong rồi mình sẽ lấy màu đỏ tô vào mũi máy bay. Tô vào đi máy bay nữa. Như mình sẽ tô cái màu xanh biển nha mọi người. Ok nha mọi người. Ok nha. Mình sẽ tô hết cái phần trắng ở trên thân tên lửa nha mọi người. Ok nha mọi người.
cái việc content nha. Ok nha mọi người. Ở đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Okay, mình sẽ tô hết cái mũi này nha. Ok em mọi người, mình gãy thắng rồi. Ok, mình sẽ tô cái mũi này màu đỏ nha mọi người. Ok nha mọi người. Đủ. Ok, mình sẽ tô như thế này nhé. Cắt hết đúng không anh? Ok nha mọi người, mình sẽ chuẩn bị cho mọi người xem bức tranh của mình nha. Ok mọi người. À, mình sẽ chuẩn bị cho mọi người xem nhé.
Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, và mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một mô hình cửa hàng bán bánh hamburger nha mọi người. Mọi người có thể xem qua bức tranh của mình trước khi mình tô màu nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô màu luôn nha mọi người. Sau mình sẽ tô cái miếng thịt này bằng màu nâu nha mọi người ơi. Xong rồi sẽ tô màu xanh vào đây nha. Cửa hàng này mình sẽ tô màu cam với màu đỏ nha. Mình sẽ lấy màu đỏ để tô vào hai bên này nha. Đi nha mọi người. Mình sẽ tô cái này màu xám nha. Xong rồi là mình sẽ tô cái phần bên này bằng màu xanh nước biển. Cái nhô ra này mình sẽ tô bằng màu này đi. Cái chân tròn này mình sẽ lấy màu vàng tô nha mọi người. Và cái ở bên dưới cùng là mình sẽ màu cam tô nha. Không. Mẹ để nhầm mùng 4 tháng 11. Nhiều người không biết tưởng nay sinh nhật mẹ. Ok, mình sẽ tô tiếp nha mọi người. Đây nha mọi người, mình sẽ cố gắng tô hết như thế này nha. À thôi, giờ làm thêm thu. Mới hôm qua làm có 2 season. Ok nha mọi người. Thôi mình sẽ liều nha. Ồ.
Nó thua ngay từ đầu luôn mà ảo. Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Bây giờ mình sẽ hoàn thành nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video, nên mọi người hãy theo dõi mình nha. Ok nha mọi người. Mình sẽ tô cái đây bằng màu cam nha mọi người ơi. Vãi cả thua. Ok nha mọi người, mình sẽ tô tiếp như thế này nha. Ui, Hồng ơi. Ok. Chưa biết thằng ấy thằng nào. Ok mọi người. No. Ok mọi người. Mình chuẩn bị cho mọi người xem bức tranh của mình nha. Ok em mọi người.
Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp.